Haren hiện tại là một trong những cái nhân vật sở hữu cái khẩu sniper được rất rất nhiều anh em quan tâm. Nhân vật này phải nói là mạnh nhất trong giới sniper và cũng mạnh ngang ngửa với Scarlet. Và vì sao nhân vật này lại mạnh ngang ngửa Scarlet thì hôm nay kênh New Game sẽ review nhân vật này. Nhân vật này thì có cái ngoại hình nhìn nó khá là hắc ám em nha. Khá là hắc ám. Chúng ta có một cái khẩu slip cực kỳ đẳng cấp luôn. Khẩu slip nhân vật này đẹp lắm anh em ạ. Đấy, thấy không? Nó rất chi là công nghệ. Nó rất chi là hắc ám. Thì hôm nay chúng ta hãy cùng theo dõi xem là nhân vật này thì bộ chiêu thức như thế nào, sức mạnh ra sao khi mà đi cùng với team. Được nhận định là một trong những cái nhân vật đam AoE mạnh nhất của game hiện tại. Đấy, phụ trách cái việc mà clear quái xung quanh cho những cái đam DPS diệt bot cực mạnh em nhá. Rất cảm ơn bạn Thiên Juri đã hỗ trợ mình cái con ác này để mà quay cái video ngày hôm nay. Một con ác khá là ổn áp em nhá. Nhân vật này đang có cái power là 4011 và thuộc cái thẻ Nam Mã thứ 3. Rank bạn đã nâng cấp lên rank 7 rồi em nhá. Đây là nhân vật bên nôi này, sở hữu khẩu sniper này và là một cái nhân vật tấn công em ạ. Đến với bộ chiêu thức của nhân vật này. Nhân vật này thì hiện tại chưa ép cái hộp vào. Các cái chiêu thức đã được nâng cấp lên level 3 rồi em nhá. Đầu tiên về cái đòn đánh thường, nhân vật này là một nhân vật sniper sở hữu 6 viên đạn. Thời gian nạp đạn là 2,30 giây. Đòn đánh thường của nhân vật này như sau. Mỗi cái viên đạn bắn ra sẽ gây sát thương bằng 70,89% tấn công em nhá. Cái dòng này đó là cái việc mà anh em ngắm bắn đấy nhá. Thời gian ngắm bắn nó là 1 giây. Đấy, ngắm bắn nó là 1 giây. Và ở với dưới đây thì nó sẽ gây sát thương bằng 250% ATK, 250% tấn công em ạ. Với cái chiêu thức thứ nhất, chúng ta sẽ có cái gì? Chiêu đầu tiên của chúng ta đó là khi mà tấn công này. Khi mà tấn công em nha thì có 25% khiến cho kẻ địch bị nhiễm virus corona. Và cái virus này thì nó sẽ gây sát thương bằng 12,24% tấn công. Đấy, 12,24% tấn công trong vòng 5 giây. Trong vòng 5 giây em nha. Ở phía dưới đây vẫn còn này. Cái tăng ở phía dưới này đó là khi mà kẻ địch mà bị nhiễm virus mà chết anh em nhá. Đấy, nhiễm virus mà chết. Thì virus này nó sẽ lan sang hai cái nhân vật. Lan sang hai cái nhân vật gần nhất. Ok, và cái thời gian reset lại virus nó sẽ từ đầu em ạ. Nó sẽ giống như cái nhân vật đầu bị nhiễm ấy. Thì khi mà chết cái nhân vật đó lan sang hai cái nhân vật khác thì nó sẽ tính cái virus đầu em ạ. Tính cái virus đầu nha. Vì sao mà chúng ta biết được là virus nó sẽ reset lại đầu? Đó là ở dòng phía dưới này. Đấy, virus transfer này thì nó cũng giống như ngay ở đầu em ạ. Nên là khi mà hai cái nhân vật bên cạnh dính, đấy, hai bên nhật cạnh gần nhất dính thì nó cũng sẽ có cái thông số virus giống y hệt cái đầu em ạ. Đấy, nhân vật đầu bị nhiễm. Ok, đó là chiêu thứ nhất. Đến với cái chiêu thứ hai chúng ta sẽ có cái gì? Dòng đầu tiên là kích hoạt khi mà tấn công dạng kiểu ngắm bắn anh em nhé. Dạng kiểu ngắm bắn và tích được cái ngắm bắn đấy. Với cái dòng thứ hai này nó là dạng kiểu là xuyên giáp em nhé. Dạng kiểu xuyên giáp trong vòng một hiệp. Chúng ta sẽ có cái thông số ở phía dưới đó là crit rate tăng tỷ lệ chí mạng lên 2,09% trong vòng một hiệp. Cái chỉ số này thì nó có thể là thay đổi khi mà anh em nâng cấp cái nhân vật em nhé. Ở phía dưới đây đó là kích hoạt khi mà anh em giết địch và hiệu ứng này nó sẽ ảnh hưởng đến bản thân. Tăng tấn công lên 2.14 em ạ. Tăng tấn công lên 2.14. Cộng dồn tối đa 15 lần và nó sẽ có cái thời gian trong vòng 10 giây em ạ. Trong vòng 10 giây nha. Tăng ATK lên 2.14 và nó sẽ cộng dồn 15 tầng. Đấy, và nó tồn tại trong vòng 10 giây. Ok, đó là chiêu thứ hai. Và cái chiêu thứ ba đó là cái chiêu ultimate của nhân vật. Chiêu này thì nó sẽ ảnh hưởng đến tất cả các kẻ địch nhanh em nhá. Chiêu cuối của nó là chiêu AoE. Chiêu này nó sẽ gây sát thương bằng 707,62%. Đấy, 707,62% tấn công. Gây sát thương bằng 707,62% tấn công của bản thân em ạ. Watch select chưa? Thời gian hồi chiêu của cái chiêu cuối là 40 giây. Một thời gian cũng khá là cao đấy nha. Thời gian của nó cũng khá là nhiều đó. Mình thì thấy ít những cái nhân vật sniper mà nó gây cái lượng sát thương cho toàn bộ địch với cái sát thương khá là cao như thế này. Đấy, sát thương khá là cao như thế này nhá. Nếu mà Heron này mà nâng cấp cái tấn công của nhân vật này lên cao thì cái sát thương gây ra càng cao hơn nữa. Đấy, tấn công mà cao thì sát thương gây ra càng cao em nhá. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đi vào nội dung chính này. Mình sẽ tiếp tục vào phần bang hội.
Sau đó thì diệt bot bang hội để xem là cái sát thương gây ra nó sẽ ra sao. Auto. Ok. Anh em muốn tìm ngay một giả lập cực ngon, cực nhẹ và cực mượt cho PC và laptop của anh em, truy cập ngay dưới phần mô tả của video này để mà tải ngay cho mình cái phần mềm giả lập cực kỳ nhẹ, cực kỳ mượt, cài đặt cực kỳ nhanh chóng và đơn giản. Click và tải ngay anh em nhé. Bây giờ thì mình sẽ tắt cái phần ngắm đi này, sau đó thì chỉnh sang Heron. Và mình sẽ sleep này, mình sẽ ngắm bắn nhá. Đây rồi. Khi mà chúng ta ngắm bắn thì cái lượng sát thương gây ra rất là lớn. Đã ngắm bắn thì sát thương gây ra cực lớn luôn. Ngắm bắn trong vòng 1 giây thì sát thương gây ra sẽ bằng 250% tấn công. Thế rồi mình quên không lựa chọn cái thẻ của Heron rồi. Tiếp tục ngắm này. Chúng ta khi mà xả được cái thẻ của Heron ấy, xả thẻ Blood ấy, thì chúng ta sẽ thấy được cái lượng sát thương khủng khiếp từ nhân vật này. Đây, ngắm bắn này. Ngắm bắn anh em nhé. Này thì ngắm bắn này. Anh em cứ tụ mà bắn thôi. Xả chiêu. Ok. Chờ nó hồi cái thẻ thứ hai. Bắn này. Sát thương gây ra rất là lớn anh em nhé. Tiếp tục bắn này. Anh em có thể thấy là cái lượng sát thương gây ra là bao nhiêu chưa? Không kịp thời gian rồi. Không kịp thời gian xả cái chiêu cái thẻ thứ hai. Đây rồi, có thẻ thứ hai rồi. Và đây là Heron của chúng ta này. Xả chiêu này. Xả chiêu Blood nha. Nó gây sát thương, mình cũng không kịp nhìn cho lắm nên là cũng chưa rõ là cái sát thương gây ra là bao nhiêu cả. Ngắm bắn này, thường thì khi mà anh em để nó tự ngắm bắn ấy, để nó tự auto ngắm bắn ấy thì nó sẽ ít khi mà tích kiểu ngắm lắm em ạ, tích một giây lắm, nó cứ thấy là nó bắn thôi. Ai 8 triệu chỉ nên 9 triệu đam rồi anh em, nên 9 triệu đam rồi. Rồi ok, và đã cho anh em xem rất là chi tiết về sức mạnh của Heron rồi. Cái lượng sát thương gây ra ở đây Heron đang sở hữu là 1.242. Còn Scarlet vẫn là cái sát thương cao nhất này. Sau đó thì đến Aria là 1.7. Đấy, một Slipper mà sở hữu cái lượng sát thương gây ra rất lớn em nhá. Lại còn Blood của nó lại còn kiểu AoE và cái lượng sát thương gây ra khủng khiếp nữa anh em ạ. Rồi, ok, và đó là toàn bộ cái video ngày hôm nay về review nhân vật Heron. Một cái nhân vật Slipper trá hình. Một nhân vật Slipper trá hình và một Slipper mạnh nhất thời điểm hiện tại với cái chiêu Blood mạnh nhất thời điểm hiện tại. Sau khi mà anh em xem xong video này thì có suy nghĩ gì về Heron? Anh em nào đang sở hữu nhân vật này hay chưa? Hãy comment phía dưới giúp mình nhé. Một lần nữa thì rất là cảm ơn bạn Thiên Yuri đã hỗ trợ mình để mà quay video ngày hôm nay. Còn bây giờ thì hẹn lại anh em vào những video sau. Bye bye!